Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự Thế giới cùng với Thảo Yên và anh Nguyễn Trường ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo là chúng tôi có đang nói đến sở cảnh sát tại Anaheim đã bỏ ra một số tiền là gần 62.000 Mỹ Kim để mà thay đổi đồng phục cho những cảnh sát lái xe mô tô, cảnh sát lái xe mô tô thôi thưa quý vị, chứ không phải là tất cả cảnh sát của sở cảnh sát Anaheim. Thì đây là hình ảnh của bộ đồng phục mới. Ở bên trái quý vị là bộ đồng phục cũ đây, còn bên phải là bộ đồng phục mới mà được thay mới. Được biết là đồng phục cùng với giày được mua từ một công ty có tên là Motorport USA, và với cái mục đích là đem lại cái sự thoải mái cũng như là gia tăng bảo vệ an toàn cho người mặc. Được biết là cái bộ đồng phục này được may từ một cái loại vải kèm theo lưới và có một cái độ bền cao gấp 1.000 lần một cái chiếc áo thường và bền hơn một cái chiếc áo da đến 15 lần. Và quan trọng là cái loại áo mới này nhẹ và thoáng mát hơn cái đồng phục cũ rất là nhiều. Thì cái người design cho cái loại áo này đó, họ nói là chiếc áo mới này cũng có được thêm vào rất nhiều cái miếng mút đệm ở hai bên vai, hai bên sườn rồi sau lưng nhằm bảo vệ cho những người cảnh sát. Thì quý vị thấy là họ cũng được trang bị thêm cái loại giày mới đi kèm với cái loại đồng phục này luôn. Thì dự định là cái đồng phục mới này sẽ giúp cho thành phố Anaheim tiết kiệm nhiều triệu Mỹ Kim khi mà không phải mua đồ mới trong một thời gian rất là dài, bởi vì những bộ đồ rất là bền. Nhưng mà nếu mà tiết kiệm cho thành phố vài triệu Mỹ Kim thì ta thấy là trước mắt là tốn vài triệu Mỹ Kim để mà thay đổi đồng phục. Nhưng mà không có nói tới là những sợi dây thắt lưng, dây beo có được trang bị bằng vàng giống như là sở cảnh sát trên Los đã làm cách chắc đây. Chắc rút kinh nghiệm từ LAPD thưa anh, cho nên là không có thay dây thắt lưng. Ngày hôm nay thì có nhiều bản tin gửi đến quý vị, những bản tin gọi là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi thì có nhiều người hay hỏi lắm là chừng nào thì cái điện thoại iPhone 8 nó mới ra. Ngày hôm nay thì chưa biết là điện thoại iPhone 8 chừng nào nó mới ra. Vâng. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ cái đó là chỉ chờ đến khi nào mà có cuộc họp báo của hãng công ty Apple thì họ mới biết cho biết được là chừng nào ra, chừng nào bán. Chứ bây giờ toàn là đồn đoán và toàn là những tin tức mà họ nói rằng là từ rò rỉ mà thôi. Ngày hôm nay thì trên mạng có một cái bản tin cho thấy đó rằng là quý vị nếu mà thấy màn ảnh á, thì đây là hình ảnh của cái điện thoại iPhone 8 mà người ta nói rằng từ những cái bản thiết kế, những cái tấm vẽ họ là làm ra một cái mẫu và nói rằng sẽ không khác gì iPhone 7 là bao nhiêu. Đây là cái điện thoại iPhone 8 trong tương lai. Quý vị thấy nó cũng giống y hệt như cái iPhone 7. Đó, nhưng phía đằng sau cái camera của nó sẽ được đặt theo cái hình dọc chứ không hình ngang như bây giờ nữa. Quý vị thấy đó, đó. Đây là điện thoại iPhone 8 dựa theo những cái tin rò rỉ và những cái mẫu thiết kế mà đã được rò rỉ ra từ những cái bản vẽ nhỏ. Và họ nói rằng là chờ đến khi nào mà công ty Apple đưa ra hình rồi đưa ra những cái chi tiết thì mình mới biết được, chứ thật ra bây giờ chỉ là những cái tin tức gọi là bên lề nghe tin đồn mà thôi. Ngày hôm nay cũng có một cái bản tin có liên quan tới đời sống hàng ngày của chúng ta được đáo người Việt đăng gửi đến quý vị. Gần đây theo như cảnh sát phương phạm ở thành phố Westminster cho biết đã xảy ra nhiều vụ cướp giật và đặc biệt nữa là có một vài vụ có liên quan tới người Việt Nam của chúng ta. Thí dụ như trên mạng xã hội có đăng một câu chuyện là nhiều người đi ăn tại một cái nhà hàng đó ở trên đường Bonsa vào lúc đông người, thì vì gia đình này ngồi gần cái cửa ra vào của nhà hàng, vì thế khi mà họ ngồi gần như vậy thì bỗng dưng trong nhà hàng bước ra có người mở cửa cái cửa gần đó, và từ phía bên ngoài có người thò tay vào giật ngay sợi dây chuyền và cái bóp của cái người ngồi gần cửa ra vào đó.
và họ đã la toáng lên, và cuối cùng cảnh sát tới làm biên bản mất vui đi bữa ăn. Và cũng có một vài chuyện đập kính xe ngay trên đường Mosa này để lấy những cái đồ vật ở trong đó. Thì theo như sở cảnh sát Garden Grove, Westminster v.v. họ nói rằng là nếu mà quý vị có những cái đồ quý giá để ở trong xe, laptop, điện thoại di động, bóp, đừng để làm sao mà kẻ cướp có thể nhìn vô, kẻ trộm có thể nhìn vô mà thấy ngay đó, thì cái đó là mời mọc họ rồi. Cho nên họ nói rằng là chúng ta nên có cái gì đó che lại, đừng để gọi là sơ sờ ra đó cho người ta thấy rồi lúc đó mới than là ô bị đập kính xe lấy mất rồi. Thì đó là những cái câu chuyện đời sống hàng ngày của chúng ta. Quý vị nhớ trong thời gian vừa qua đã xảy ra rồi đó, ít nhất là 6 hoặc 7 vụ trộm cắp đồ trong xe, ngồi ăn ở nhà hàng mà bị giật dây chuyền thì đã xảy ra. Và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta nên cẩn thận một tí. Hình như là có trước đây có một vài những cái tấm bảng mà treo ở ngay khu vực trên đường Bonsa mình, đó là cách bóp ví và những cái gì mà quý giá đó đừng để cho người ta thấy ngay ở trong xe của mình. Mặc dù cái việc đậu xe giữa ban ngày, cái việc khóa cửa xe, nhưng mà trộm thì nó đập kính xe, nó lấy, nó chạy đi liền, thì đâu có ai ghi lại số xe là kịp đâu, hay là đâu có ai ghi lại những cái gì đó kịp đâu. Thì đó là những cái tin tức hàng ngày, quý vị nhớ cẩn thận về những cái đồ vật của mình ở trong xe. Trở lại với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm qua thì có một số cuộc biểu tình đã diễn ra tại Oklahoma sau khi mà tòa án đã tuyên bố là tha bổng cho một nữ cảnh sát người đã bắn chết một người đàn ông da màu vào tháng 9 năm ngoái, khi mà ông này trong lúc chạm trán với cảnh sát nhưng mà không hề có mang vũ khí. Thì được biết là ngày 16 tháng 9 năm 2016, nữ cảnh sát Buddy Shelby, bà nhận được một cuộc gọi từ người dân cho biết là có một cái chiếc xe đậu giữa đường và nói là cái chiếc xe này có nguy cơ là có thể bị nổ. Thì theo như lời bà kể, bà tiếp cận chiếc xe thì lúc đó ở trong xe không có ai, nhưng mà khi quay lưng lại thì bà đã bắt gặp ông Terrence Crutcher. Bà yêu cầu ông này giơ tay lên rất là nhiều lần, thì có lúc ông giơ lên nhưng mà có lúc thì lại bỏ tay xuống, làm bà cảm thấy bị bối rối. Và rồi bà nói là cái thời khắc mà khiến cho bà đưa ra cái quyết định nổ súng là bởi vì ông Crutcher đưa tay vào trong xe như là muốn lấy một cái thứ gì ra. Thì bởi vì theo lời của bà nói rằng khi mà được huấn luyện ở trong trường cảnh sát đó, nếu như mà có người đang bị chất vấn có hành động đưa tay vào trong người hoặc là vào trong xe muốn lấy thứ gì ra, thì người cảnh sát nhất định không bao giờ nên để điều đó xảy ra nếu như không muốn bị bắn chết. Thế cho nên bà Patty Shelby nói rằng bà lo sợ cho cái sự an nguy của mình nên bà đã quyết định nổ súng, và ông Crutcher đã chết ngay tại chỗ, thưa quý vị. Thế nhưng sau khi mà kiểm tra ở bên trong xe và trên người của ông đều không có mang vũ khí. Thì được biết là bồi thẩm đoàn gồm 9 người da trắng, 3 người da màu sau 9 giờ đồng hồ thảo luận đã tuyên án là bà Shelby trắng án, thưa quý vị. Thế cho nên đã dẫn ra những cái cuộc biểu tình vào chiều tối ngày hôm qua. Một bản tin từ Việt Nam, quý vị còn nhớ cách đây vài tháng khi mà ông Đoàn Ngọc Hải là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn ra lệnh là phải mở một cái chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Lấy lại vỉa hè cho người đi bộ nha. Tương thưa quý vị, thì ông ra quân và bắt đầu có những cái chiến dịch đi gọi là phá những cái vỉa hè nào đã bị chiếm nè, rồi những cái nơi mà gọi là xây bậc tam cấp nè, rồi những cái vỉa hè mà người ta dựng những tấm bảng quảng cáo, quý vị thấy nè, bị đập nát ra hết. Gọi là nhiều người cũng vui lắm, họ nói rằng là từ đây bây giờ sẽ đi đó, đi xuống lòng đường bây giờ đó, mình có cái chỗ cho người đi bộ rồi, không còn bị lấn chiếm như là để giữ xe, để bán hàng rong nữa thì cũng tốt thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mới lòi ra thêm được một câu chuyện nữa. Và phải nói rằng là thưa quý vị, không biết câu chuyện này thành phố Sài Gòn quận nhất sẽ phải giải quyết như thế nào khi có một cái tấm giấy được đưa ra, và đây là cái hình của chụp và cho biết rằng chiến dịch lấy lại vỉa hè ở quận nhất để mà lấy vỉa hè đó cho người dân thuê lại vỉa hè. Ủa, tưởng là dành cho người đi bộ chứ ai giờ bây giờ lại là cho thuê. Đây là cái tấm văn bản có rõ ràng trên chụp nè. Cho thuê để xe cho khách và nhân viên không thu tiền. Cho cái cơ sở này lấy cái vỉa hè, diện tích là bao nhiêu mét vuông, thời gian cho mướn là bao nhiêu, từ mấy giờ tới mấy giờ,
và ký giấy này kia đó. Đó, đây là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn cho mướn vỉa hè. Như vậy thì chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ hình như không phải là mục đích chính. Vâng. Mà lấy lại để cho thuê. Chỉ là cái tên gọi như vậy thôi. Tên gọi như vậy thôi. Cảm ơn quý vị theo dõi câu chuyện thời sự ngày hôm nay với Nguyễn Trường và Thảo Yên. Và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai với anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Nguyễn Trường ngày mai chắc không có lên đây làm thế thân nữa. Dạ vâng, lâu lâu xuất hiện vậy cho vui. Vâng. Chúc quý vị có được một ngày thật nhiều an bình và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả quý vị.